Cháu ơi, à, thì muốn đi khám nó này nghiện này thì nhà các tí vào nó đạp quá viêm giáp và mang là ngủ á chưa thấy ngủ thì thì không còn mà bé thì cái tầng một thì mình thuốc hỗ trợ sau đấy bác có lại nhé bác ấy chúng ta đó là trên về một tí đó này người mà cần bị huyết cổ lành tính này còn người là người huyết cổ mà thiếu yếu đấy thì nó uống là nó sẽ hạn chế sẽ phát triển khối u và tôi thấy là nó là nghỉ uống một thời gian dài tầm 3 đến 6 tháng liên tục thì nó sẽ có hạn chế và nó đông đỏ dần cái khối u lại nhưng mà bác phải uống kiên trì ngày của nó là phải ngày 4 viên sáng 2 viên chiều 2 viên bác uống trước ăn 30 phút và sau khi ăn 1 tiếng là mình uống mà phải uống kiên trì liên tục thì cho mình cho nó teo nhỏ ra mình một hút đó mà cũng không có gì to lên nữa. Ích giáp vương giúp ngăn chặn và làm teo nhỏ một tuyến giáp, giúp hỗ trợ điều trị cường giáp, suy giáp hiệu quả. Ai đang gặp phải các vấn đề về tuyến giáp như mố cổ đơn thuần, cường giáp, suy giáp, viêm tuyến giáp thì hãy mua ngay ích giáp vương ở giỏ hàng của em nhé. Tìm...